Rồi, xin chào các bạn ha. Chào bạn hôm nay đến dưới kênh Ngọc Vũ Bồ Đốc các bạn. Bạn ơi, hôm nay nhà mình có một cây dừa này nè. Giống dừa là rất là giống dừa mình ăn cái vỏ hả bạn? Đó. Các bạn thấy không? Loại dừa này có ra trái dài không à. Nhưng mà không phải là dừa điếc chứ các bạn. Dừa mình ăn vỏ thôi. Để mình hái xuống trái cho các bạn xem. Cái này nó trái nó dày không à? Rồi bạn ơi, nè. Đây à, cho mình đổi vừa ăn vỏ này, mình chỉ ăn những trái non non được thôi, lấy già không được các bạn. Rồi mình chặt ra. Cũng có nước các bạn. Nước cũng có nữa cho. Giá không? Không, ngọt. Rồi ăn ngọt rồi. Loại dừa này nó ngọt chứ nó không chát nữa các bạn. Mà không phải cây nào mình cũng ăn được nữa các bạn. Ngọt. Hồi trước mình xem mấy clip các bạn ở miền Tây rồi á, ăn mình không có tin, phải không? Mình tưởng là nó dốc, nhưng mà cuối cùng nhà mình có cây. Nó ra còn điều điếc không? Cho bớt ăn giảm. Trái ăn hơi già, ăn được có miếng. Đây con trái nè, con trái này chắc già hơn, mình chặt thử luôn nha. Nước kìa. Nước ngọt không? Đạt, nước này. Nước đạt chứ không? Chắc nó chỉ dành cho ăn vỏ không là sao? Thôi video mình tới đây kết thúc, bạn bạn thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt bạn.